kiểu lông mày là một cái liên quan đến phong thủy thì nếu mà em ơi sao em ơi thôi đấy, thôi, cái phòng kim lộ lộ vào đây. Không dán lên thôi. Đấy, nhưng mà thấy Khánh Linh đủ hết rồi, chú tính gì ở mũi nhỉ? Thì hôm nay anh Âm có đi cắm trại với bạn. Thì hôm qua đã đi chuẩn bị rất nhiều đồ các thứ, gọi là đồ nhúng các thứ, xong bắt đầu bếp ga mini. Mà sáng nay mình ngủ dậy thì thấy anh quên một thứ. Đó là nước lẩu để ở nhà. Không biết sẽ ăn kiểu gì đây. Hy vọng mọi thứ cũng ổn, bất ổn. Ơ đứng để anh. Đơn giản. Nào sẽ gió bọc mắt hơn của mọi người rất nhiều. Anh chỉ đi đúng. Không ai vẽ nhiều như thế cả. Đang vẽ bọc mắt mình vẽ còn không. Mọi người ơi, có nghĩa là mọi người lưu ý vẽ bọc mắt nhé, để cảm giác mắt nó sẽ có hồn hơn và to hơn ấy. Mọi người đánh màu trắng ở đây để cho cảm giác như có lòng trắng ấy, nó sẽ to hơn. Thì đúng rồi, nhưng mà mình đến trước thì ngay cũng phủ lý đấy. Để thế này xong rồi ta phải quay của anh tay to.